Ăn cháo đá bát, báo Campuchia tuyên bố rút khỏi quan hệ đối tác với Việt Nam, Lào mới là sự đoàn kết dân tộc. Xin chào các bạn thân thiết của Việt Nam Sugar. Các bạn thân mến, trong một thế giới mà hợp tác quốc tế ngày càng trở nên quan trọng, quyết định gây sốc của chính quyền Hun Sen rút khỏi tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam. Như một cú đấm vào mặt mọi người dân yêu hòa bình, điều này không chỉ là một cú sốc lớn trong quan hệ giữa ba quốc gia Đông Nam Á, mà còn mở ra một chương mới trong cuốn tiểu thuyết chính trị đầy kịch tính của Campuchia. Sự ra đi này thực sự giống như một dấu hỏi lớn treo lơ lửng trên đầu dự án chung, đồng thời tạo ra những hệ lụy sâu sắc như một bộ phim kinh dị không hồi kết cho quan hệ quốc tế, văn hóa và chính trị trong khu vực. Và nực cười nhất là quyết định này được nhiều chuyên gia nhận định không hề có chiến lược lâu dài nào, mà thực chất giống như một màn kịch chính trị đầy hấp dẫn, nơi mà chính quyền Hun Sen đóng vai trò con rối, loay hoay vật lộn để thoát khỏi những dây thừng chằng chịt của áp lực xã hội và các phe đối lập. Giữa những màn biểu diễn chắp vá, truyền thông Campuchia lại như đổ thêm dầu vào lửa với những thông tin trái chiều liên tục được thổi phồng, khiến bức tranh chính trị trở nên rối ren. Liệu bằng sự ra đi này sẽ mang lại lợi ích cho Campuchia, hay chỉ đơn thuần là một bước lùi khiến quốc gia này càng lún sâu vào những trò chơi quyền lực tăm tối? Mới đây, trang The Phnom Penh Post đã đăng tải bài viết mang tựa đề là "Các chuyên gia, việc rút khỏi CLVDTA phản ánh một mối quan tâm của công chúng, sự đoàn kết dân tộc", khiến tình hình thêm phần phức tạp. Bài báo thông báo về quyết định của chính phủ Campuchia do Hun Sen lãnh đạo rút khỏi khu vực tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam CLVDTA, một quyết định gây tranh cãi mặc dù trước đó đã khẳng định sẽ không rút. Quyết định này đưa ra vào ngày 20 tháng 9 với lý do nhằm giải giáp phe đối lập sau những cuộc biểu tình phản đối CLV. Thủ tướng Hun Manet từng cho rằng là việc ở lại hay rời khỏi CLVDTA không quan trọng, mà điều cần thiết là phát triển khu vực Đông Bắc Campuchia. Nhiều quan chức chính phủ, bao gồm Bộ trưởng Nội vụ Sasoka, đã ủng hộ quyết định này, coi đó là quyết định có tầm nhìn xa và là cách thể hiện trách nhiệm với vận mệnh quốc gia. Họ nhấn mạnh rằng rút lui sẽ giúp loại bỏ ảnh hưởng của các phe phái cực đoan và thúc đẩy đoàn kết dân tộc. Các nhà phân tích cũng chỉ ra rằng quyết định này phản ánh sự lắng nghe ý kiến của người dân và có thể giảm bớt xung đột xung quanh thỏa thuận. Mặc dù một số cho rằng là việc rút khỏi CLVDTA sẽ không gây tổn thất lớn cho Campuchia, nó được nhìn nhận là một bước đi chính trị nhằm bảo vệ chính quyền trước sự chỉ trích từ phe đối lập. Các bạn thấy đấy, những người cầm quyền như Hun Sen và Hun Manet đã biến đất nước thành một sân khấu lớn, nơi mà kịch bản điều hướng dư luận được tung ra liên tục. Thật hài hước khi nghĩ rằng là những lời hứa không rút lui giờ đấy đã trở thành những câu chuyện cổ tích. Quá trình giải giáp phe đối lập giống như một trò chơi trẻ con, nơi họ cố gắng che giấu sự yếu kém của mình bằng những hành động thái ngốc nghếch. Họ tuyên bố sẽ lắng nghe ý kiến nhân dân, nhưng chỉ khi những tiếng nói đó trở thành một làn sóng ồn ào trên mạng xã hội, phải chăng chính quyền đang cố gắng làm một thầy bói thông qua những bình luận trực tuyến? Có thể họ nghĩ rằng sự chú ý của công chúng là một loại bùa hộ mệnh cho vị trí quyền lực của họ. Một điều thật nực cười là các quan chức chính phủ như Sasoka vẫn còn dám ca ngợi quyết định này là tầm nhìn xa. Thực ra thì có thể tầm nhìn của họ chỉ dừng lại ở việc nhìn thấy cái bóng của chính mình trong gương. Họ có thực sự hiểu rằng quyết định này không những phản ánh sự thiếu bản lĩnh mà còn cho thấy sự kém cỏi trong việc quản lý nhà nước? Điều đáng lưu ý là ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Campuchia và các nước láng giềng. Quyết định này còn mang lại một bầu không khí lo lắng cho các nhà đầu tư và đối tác kinh tế. Ai dám đặt cược vào một chính phủ không thể giữ vững cam kết của mình? Họ như những kẻ đi lạc trong một khu rừng tối tăm, không biết đâu là lối ra, trong khi những cơ hội phát triển đang trôi qua ngay trước mắt. Và điều này càng trở nên nực cười hơn khi những người trong chính quyền vẫn tiếp tục tự phụ rằng họ đang lắng nghe tiếng nói của nhân dân. Thực tế là nếu họ thực sự quan tâm đến sự phát triển của đất nước, họ đã phải tổ chức các cuộc thăm dò ý kiến để hiểu rõ hơn về mong muốn của người dân. Nhưng thay vào đó, họ chỉ muốn nhắm mắt làm ngơ như một đứa trẻ đang trốn tránh trách nhiệm vậy. Rõ ràng việc rút khỏi CLVDTA chỉ là một trong những quyết định sai lầm trong chuỗi dài những sai lầm của chính quyền. Ai cũng tự hỏi liệu chính quyền có đủ bản lĩnh để vượt qua thách thức này hay sẽ tiếp tục tạo ra những vở kịch bi hài hơn nữa. Nếu họ không nhận thức được rằng sự yếu kém của mình sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho đất nước, có lẽ chúng ta nên chuẩn bị cho những cú sốc tiếp theo trong vở kịch này. Nhìn chung thì quyết định rút khỏi CLVDTA là một bước lùi về mặt chính trị, là một minh chứng cho sự thiếu sót trong tầm nhìn dài hạn của chính quyền. Họ có thực sự tin rằng là những trò hề này sẽ bảo vệ được vị trí quyền lực của mình hay chỉ đang tự lừa dối bản thân? Có lẽ họ cần phải đối diện với thực tế và thực sự lắng nghe những gì người dân muốn, chứ không chỉ là những lời ca tụng tự biên tự diễn. Câu hỏi cuối cùng vẫn còn đó.
liệu Campuchia có thể tìm ra những con đường đúng đắn hay sẽ tiếp tục sống trong một vở kịch không hồi kết? Chỉ có thời gian mới cho chúng ta câu trả lời xác thực. Đúng là một vở kịch hài hước, họ đã đưa ra quyết định rút lui như thể đang chơi trò tìm đồng minh trong bối cảnh đầy rẫy sự bất ổn. Quá trình giải giáp phe đối lập đã trở thành một ưu tiên hàng đầu và họ đang tìm mọi cách để lấy lòng dân, mặc dù họ có thể chưa bao giờ thực sự quan tâm đến tiếng nói của người dân trước đây. Có lẽ nhờ vào những dòng bình luận châm biếm trên mạng xã hội, chính quyền bỗng dưng lắng nghe tiếng nói của công chúng. Điều này khiến chúng ta không khỏi đặt câu hỏi, phải chăng họ đang chạy theo đám đông như một chú cừu non giữa bầy sói? Nhìn từ góc độ chính trị, hành động rút lui này là một minh chứng cho sự thiếu bản lĩnh của chính quyền Campuchia. Họ không biết mình đang làm gì, chỉ cố gắng ứng phó với áp lực mà không có bất kỳ chiến lược nào rõ ràng. Thay vì thể hiện sự lãnh đạo vững vàng, họ lại thể hiện một mặt yếu đuối, như thể đang đứng trên bờ vực của sự sụp đổ. Việc Sasoka ca ngợi quyết định này là tầm nhìn xa khiến người ta không khỏi bật cười. Phải chăng tầm nhìn của họ chỉ dừng lại ở việc tự huyễn hoặc mình? Điều đáng chú ý là sự rút lui này không những ảnh hưởng đến nội bộ Campuchia mà còn tác động mạnh mẽ đến quan hệ với các nước láng giềng, đặc biệt là Lào và Việt Nam. Những dự án hợp tác đã được đầu tư công sức giờ đây có nguy cơ bị đổ vỡ. Mối quan hệ giữa các quốc gia này vốn đã phức tạp, nay lại càng rối ren hơn. Liệu chính quyền Campuchia đang mạo hiểm trước tương lai của đất nước chỉ để bảo vệ vị trí quyền lực của mình? Họ thực sự đang chơi với tương lai của cả dân tộc một cách vô trách nhiệm. Ngoài ra, quyết định này cũng gây ra nhiều câu hỏi về chiến lược phát triển kinh tế của Campuchia trong tương lai. Nếu chính phủ tin rằng việc rút lui sẽ giúp phát triển khu vực Đông Bắc, thì điều này có thể coi là một sự ngộ nhận lớn. Sự ổn định chính trị không thể chỉ dựa vào những quyết định ngẫu hứng mà cần có một tầm nhìn dài hạn. Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, sự hợp tác quốc tế là một lựa chọn, là một điều kiện cần thiết để một quốc gia có thể phát triển bền vững. Hơn nữa, sự thiếu minh bạch trong quyết định này làm tăng thêm sự hoài nghi từ phía công chúng. Nếu họ muốn thực sự lắng nghe ý kiến từ người dân, thì tại sao không tổ chức một cuộc thăm dò ý kiến hay là một cuộc trưng cầu dân ý? Những hành động như vậy chỉ củng cố thêm hình ảnh chính quyền như một nhóm người tự coi mình là vĩ đại. Nhưng thực tế lại chỉ là những kẻ hèn nhát, không dám đối diện với những thách thức thực sự. Cuối cùng, việc rút khỏi CLVDTA có thể khiến Campuchia phải trả giá trong tương lai. Không chỉ là một quyết định sai lầm về mặt chính trị, mà còn có thể gây ra những hệ lụy nghiêm trọng cho mối quan hệ ngoại giao với các nước láng giềng. Trong khi các quốc gia khác đang đẩy mạnh hợp tác và phát triển, thì Campuchia lại lùi bước, như thể đang đứng ở một ngã tư nhưng không biết chọn hướng nào. Họ có thực sự tin rằng mình đang làm điều tốt cho đất nước hay chỉ đơn thuần là đang cố gắng giữ chặt quyền lực trong tay? Sự nhu nhược của chính quyền Campuchia thể hiện qua quyết định chính trị và ở cách họ xử lý các vấn đề xã hội. Người dân đang kêu gọi thay đổi, nhưng chính quyền lại chỉ biết lắng nghe từ xa, như thể đang đứng trong một chiếc thuyền mà không biết chèo chống. Việc họ không tổ chức các cuộc thăm dò ý kiến để lấy ý kiến của người dân càng cho thấy rằng họ không thực sự quan tâm đến sự phát triển của đất nước. Có lẽ việc rút khỏi CLVDTA chỉ là bước đầu tiên trong một chuỗi các quyết định sai lầm. Việc câu hỏi đặt ra là chính quyền Campuchia có đủ bản lĩnh để vượt qua thử thách này hay sẽ tiếp tục chìm sâu trong những sai lầm của chính mình. Có lẽ họ cần phải suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định mang tính chất sống còn cho tương lai của đất nước. Họ có dám nhìn nhận thực tế và lắng nghe tiếng nói của người dân hay không? Chỉ thời gian mới có thể trả lời cho những câu hỏi này. Còn bạn, bạn nghĩ sao về động thái mới của chính quyền Campuchia? Để lại bình luận cho chúng mình được biết về nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Stronger để ủng hộ mình, cũng như cập nhật những tin tức mới nhất từ Việt Nam xinh đẹp nhé! Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem, hãy bình luận bên dưới để thông tin cho mình biết nha. Mình luôn đón nhận những ý tưởng thú vị từ các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo!